À, xin chào các bạn. Cái video này sẽ hướng dẫn các bạn đó là reset setting bảng F10. Thì khá là nhiều bạn hỏi tôi, nói chung hàng ngày rất là nhiều bạn hay hỏi mình là những lỗi này lỗi nọ. Thì mình cũng đã làm cách đây vài năm, mình có làm một cái tool để hướng dẫn các bạn fix những cái lỗi thường xuyên khi mà render gặp vấn đề hoặc là khi dựng hình gặp vấn đề thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Đấy, thì đây một cái tip rất là nhỏ thôi để hướng dẫn các bạn, đó là reset lại setting bảng F10. Bởi vì bảng F10 là một trong những nguyên nhân khá là phổ biến dẫn đến là khung cảnh của bạn bị gặp vấn đề render. Thì nếu mà các bạn cứ mò mẫm mãi vào trong bảng F10 này mãi thì cũng không ra được vấn đề được. Đấy, giả sử tôi dùng V-Ray. Đây, bởi trong V-Ray rất là nhiều thông số, chỉ một vài thông số bạn kích chuột thôi là chúng ta sẽ không biết được. Thì thay vì các bạn đi mò mẫm như vậy thì chúng ta sẽ reset lại cái bảng F10 đó. Thì mình sẽ hay nói là bạn reset lại bảng F10 đi. Đấy, về mặc định đi, hoặc là về mặc định đi thì các ông bảo reset lại như thế nào. Thì cách đơn giản thôi, ít nhất là tư duy của bạn cũng phải có là tôi sẽ mở mắt lên, bây giờ tôi sẽ lưu lại cái preset này lại. Chắc chắn là các ông biết nhưng mà các ông không chịu nghĩ là lưu lại đúng không? Thì có phải là mặc định luôn không? Mở một mắt mới chưa khung cảnh gì cả, sau đó chúng ta loát cái đó lên. Thì đấy là cách đơn thuần nhất mà chúng ta có thể biết được. Đấy, và tôi thường thường dạy chỉ cho bạn cái cách như thế, ít nhất là đơn giản như thế. Đấy, còn không thì cách đơn giản hơn thì các bạn chỉ cần chọn lại cái ông một trong những cái trình engineer khác. Ở đây đơn giản nhắc chắc chắn là chúng ta sẽ có cái diffuse scanline. Đấy, chúng ta sẽ chọn diffuse scanline, sau đó chọn gì V-Ray hoặc là Cola gì đó, thì toàn bộ thông số của cái bảng setting nó sẽ quay về mặc định. Ví dụ ở đây nhá, tôi cho là một cái thứ khác đi, tôi cho một trong những thuật toán khác. Tôi sẽ để ở đây là quay lại scanline. Rồi quay lại cái bảng V-Ray và chúng ta sẽ quan sát. Đấy, thuật toán đã quay về đúng như mặc định. Rồi, thì đây là một tip nhỏ thôi, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn làm việc. Và nói chung là những cái lỗi hay như nào đó thì chúng ta phải biết cách tư duy. Những cái lỗi hoặc là hiện tên lỗi gì thì chúng ta lên Google đánh đúng thông số đó, đúng cái lỗi đó vào. Hoặc đơn giản các bạn viết những cái thông báo đó và bạn dịch ra và bạn sẽ hiểu được ngay. Và chúng ta hạn chế là suốt ngày đi hỏi người khác, hỏi người nọ người kia thì bản thân mình sẽ không phát triển được. Và các bạn sẽ tốn nhiều thời gian để chờ đợi những cái đáp án từ người khác. Rồi, xin chào các bạn.